Thì Linh xin phép share màn hình để nói một tí xíu về cái tình trạng tóc ha. Rồi thì mình kinh doanh, mình chọn cái bộ sản phẩm để mà điều trị, hỗ trợ điều trị ruột tóc, thì ít nhất mình cũng phải tìm hiểu về cái cấu trúc của tóc. Thì cấu trúc của tóc là 70% là chất sừng ha, hay còn gọi là keratin, và 30% còn lại là nước, chất béo, hydrat carbon, vitamin, khoáng chất. Thì tóc á, được chia làm hai phần là nang tóc và thân tóc. Thì cái nang tóc á, cái hình dạng như là hình quả lê, các anh chị thấy đây ha, nó được nó chứa những cái mạch máu nhỏ li ti ở đây, và cái chất dinh dưỡng nó sẽ theo những cái mạch máu này và nó nuôi cái chân tóc của mình. Thì đây là cái phần sống để mà nó giúp cho tóc phát triển mọc dài ra. Còn về cái thân tóc, mình có thể thân tóc thì nó gồm có ba lớp, biểu bì này, lớp giữa và lớp tủy. Thì cái lớp giữa là cái lớp mà nó chứa nhiều melanin, nó giúp cho cái sợi tóc của mình chắc khỏe và nó cũng định hình cái màu tóc của mình. Và cái lớp biểu bì bên ngoài á, là thường là nó sẽ chứa cái lớp mà những cái lớp mà nó keratin bên ngoài, và nó có phủ một cái màng lipid mỏng để nó giúp cho tóc là không có thấm nước. Thì cái phần thân tóc là cái phần chết ha, trên sợi tóc của mình, để mình biết được cái cấu trúc của tóc mình như thế nào. Và đặc điểm tình trạng của da đầu từng người thì rồi về để nhận biết tình trạng da đầu và tóc á, thì có những cái loại da đầu là da dầu, thì cái chân tóc nó tiết ra rất là nhiều dầu và tóc nó bị bớt dính á. Các anh chị nhìn bình thường mình nhìn những người mà da đầu dầu á, tóc nó giống như là họ họ thoa dầu dừa vậy đó, nhưng mà thật ra không phải, là tiết cái chất nhờn ra làm cho tóc họ có cái cảm giác như vậy. Và những cái tóc này thì rất là dễ bám bụi và gây ngứa, khó chịu. Rồi còn da đầu khô là thường là sẽ cảm thấy cái da đầu mình nó hơi căng căng, nó ngứa và nó có thể xuất hiện những cái vảy trắng li ti. Rồi, cái da đầu thứ ba là cái da đầu hỗn hợp, tức là sẽ có những cái vùng bị khô và những cái vùng thì tiết dầu. Cái da đầu này là cũng hơi khó chịu. Rồi một cái da đầu khác nữa đó là những cái da đầu nhạy cảm, tức là bề mặt da nó mỏng và nó dễ bị tổn thương, kích ứng, nó dễ gây bị viêm cái nang tóc của mình. Cái tiếp thứ năm là cái da đầu lão hóa, thì cái da đầu này là kém đàn hồi và thường lý do là do tuổi tác ha, hoặc là cái quá trình mình sử dụng nhiều cái hóa chất trên cái tóc của mình, nó sẽ làm cho cái da đầu mình cũng bị ảnh hưởng. Và cái trường hợp cuối cùng là trường hợp mà da đầu của mình có xuất hiện những cái vấn đề như bệnh lý, thì những cái vấn đề mà bệnh lý thì mình chắc chắn phải điều trị bằng thuốc rồi, mình phải hỗ trợ thêm bằng bằng thuốc, bên cạnh cái chuyện mà mình lựa chọn một cái bộ dầu gội. Thì đó là những cái tình trạng về da đầu và tóc mà mình cần nắm một cách tổng quát ha. Và những cái giai đoạn phát triển của tóc của mình là mình biết được là một cái quá trình phát triển của tóc nó chia làm 3 giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn tăng trưởng, thì cái khoảng thời gian cho cái sợi tóc nó tăng trưởng là từ 2 tới 6 năm. Thì nam là thường 2 tới 3 năm, mà nữ thì 6 tới 8 năm. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà chuyển đổi á, ta còn gọi là thoái chuyển á, thì nó sẽ mất thời gian từ 2 tới 4 tuần. Và cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn ngừng hoạt động là 3 tới 4 tháng. Là cái giai đoạn này thường cái chân tóc của mình nó teo và nó giống như nó rất là dễ bị rụng á. Thì tại một cái thời điểm có thể là có 90% tóc ở cái giai đoạn tăng trưởng, và 1 tới 2% tóc là ở cái giai đoạn là chuyển đổi, và 5 tới 10% ở cái giai đoạn là ngừng hoạt động. Cho nên là cái vấn đề mà tóc bị rụng á, nếu mà theo về mặt sinh lý thì tóc rụng tự nhiên theo cái vòng đời của nó ha, một cái chu trình hoạt động, nó mọc lên dài ra và nó dài yếu, nó rụng rồi nó lại mọc ra cái mới nữa. Thì bình thường á, nếu mà trong một ngày mà mình thấy tóc mình rụng mà dưới 100 sợi thì đó là cái chuyện mà rụng tóc sinh lý bình thường. Và với cái chuyện mà là sinh lý bình thường á, thì khi tóc rụng thì chắc chắn nó sẽ mọc ra trở lại, thì điều này rất là bình thường ha. Thì mình không có lo lắng về cái vấn đề này. Tuy nhiên, nếu mà rụng tóc về vấn đề bệnh lý, có nghĩa là một ngày nó rụng trên 100 sợi mà không rõ nguyên nhân, và nó cứ rụng liên tục và ngày càng nhiều á, và móc tóc cũng không có mọc lại, ngày càng tóc mình nó ngày càng mỏng đi và tóc con nó cũng ít mọc hơn,
da đầu của mình đó thì nó xuất hiện những cái mảng ngứa rồi nó bong tróc, rồi mình hay gọi là gàu á, những cái trường hợp đó là bị nấm da đầu luôn. Rồi trường hợp mà tóc của mình nó rụng, những cái mảng lớn á, thì những cái trường hợp này là do virus nè, hoặc là do mình điều trị những cái thuốc á, nó ảnh hưởng, nó và hoặc là cái quá trình mà dinh dưỡng của mình thiếu hụt những cái vitamin khoáng chất, thì những cái trường hợp mà rụng tóc về bệnh lý đó mình phải sử dụng kết hợp ha. Rồi thì đó là những cái tình trạng về tóc, rồi cái mình biết được cái giai đoạn phát triển của tóc, vòng đời của tóc và những cái vấn đề tóc rụng do sinh lý, tóc rụng do bệnh lý. Thì cái nguyên nhân của cái việc rụng tóc là gì? Cái yếu tố bên ngoài á, là có thể từ môi trường, hóa chất nè. Rồi cái vấn đề mà bây giờ ngày càng nhiều cái trường hợp rụng tóc là sao? Là vì phụ nữ thích làm đẹp. Và vô tình là mình tạo một cái áp lực lên cho tóc. Tóc nhuộm nhiều nè, uống nhiều nè, nó sẽ ảnh hưởng tới cái lớp lipid và bọc bên ngoài của cái keratin á, ở cái biểu bì tóc, làm cho tóc khô, gãy. Và cái nang tóc nó tiếp xúc với hóa chất nhiều, nó cũng dễ bị tổn thương. Cho nên là khi mà các anh chị mà đi tới các cái salon tóc á, thường các thợ hay hay hỏi mình là có muốn là phủ keratin hay là ủ collagen vân vân, là để tạo cho cái thân tóc mình nhìn nó bóng, nó óng ánh thôi. Chứ thật ra là bên trong là nó đã khô, đã gãy hết rồi. Cho nên là mình hạn chế ha, mình hạn chế để mình tạo áp lực lên tóc của mình. Và cái nguyên nhân rụng tóc thứ hai là nguyên nhân đi từ bên trong á, thì nó có thể do cái yếu tố về sinh lý tuổi tác nè, bị mất cân bằng về nội tiết tố, hoặc là trong cái chế độ dinh dưỡng của mình á, mình thiếu hụt các cái vitamin, đặc biệt là vitamin B5 nè, rồi biotin nè. Hoặc là một cái trường hợp nữa là những người mà điều trị bệnh á, người ta sử dụng thuốc, thì thuốc nó làm ảnh hưởng tới cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, cũng làm ảnh hưởng tới cái việc là rụng tóc. Và cái lý do cuối cùng là cái lý do này thì ở cái thời đại hiện nay rất là nhiều người bị, là cái vấn đề là căng thẳng lo lắng. Và đặc biệt là sau cái đại dịch vừa rồi á, thì cái việc mà căng thẳng về cái chuyện cơm áo gạo tiền, công ăn việc làm nó lại càng ngày càng nhiều. Cho nên là cái điều mà khi mà stress tới á, nó sẽ làm cho cái hệ miễn dịch của mình bị mất kiểm soát. Lúc đó thì cơ thể mình nó sẽ tiết ra những cái hormone mà nó giúp cho mình là khống chế cái stress đó. Thì trong cái quá trình đó, các nội tiết tố của cơ thể nó sẽ tạo ra cái năng lượng để mà giúp mình vượt qua được cái stress đó. Và đồng thời với cái việc mà nó tạo ra một cái năng lượng lớn như vậy, thì nó sẽ làm cho cái co mạch ngoài da, cũng làm cho cái máu lưu thông nuôi tóc nó bị thiếu hụt. Thì từ đó dẫn tới cái việc mà chân tóc nó bị thiếu dinh dưỡng và nó yếu và nó bị rụng tóc. Thì đó là một vài cái kiến thức chia sẻ về cái tình trạng tóc, nguyên nhân rụng tóc, để mình biết, mình có thêm kiến thức. Thì trong cái quá trình mình tư vấn cho khách hàng á, mình sẽ nói cho khách hàng, mình nhận định những cái nguyên nhân tóc của khách hàng, thì lúc đó mình tư vấn cái bộ dầu gội mua bàn á, nó sẽ thuyết phục hơn cho khách hàng của mình.